Chào mừng các bạn quay trở lại với Super Mario 3D. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những phần tiếp theo. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ vào trong cái nhà tên là Mystery House ở phần quật 2 này. Let's go. Let's go. Yeah. Ok, ở tòa nhà này thì chúng ta sẽ kiếm ngôi sao các bạn. Như tới 6 ngày sau là Chachi. Chủ yếu mấy ngôi nhà này là để mình kiếm ngôi sao này. Chachi. Luigi này nói chuyện nghe hay ô cậu hay. Ôi, bị gì rồi? Cool. Này dư rồi, dư rồi. Let's go. Ôi. những cái màn này cũng khá dễ quá con. Yo. Ôi, đừng có 50 sao rồi. Yes. Ok. Daddy. Wow, 6 người sao này có bộ dễ á. Nhưng mà bắt buộc mình phải biến thành con mèo á. Ở cái màn này muốn chơi dễ phải biến thành mèo chơi được. Yes. Wow, quá trời người sao luôn nè. Đâu? Để thử coi. Rồi như vậy mình đã có nghe. Không sao này, không sao này. Rồi tiếp theo mình sẽ vô chuyển cái con này. Con này là cái con gì ta? Này là con Galumba. Cái thằng này dễ vậy. Dễ chiến của con. Tại vì nó không có bắn gì cho mình á. Ok. Con này mà chỉ cần biến mèo là mình có thể chiến nó dễ dàng rồi. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta đã vượt qua hai màn khá là dễ dàng. Để coi chúng ta có được từ. Đó, nó mở được một cái nhà mới rồi bố con. Rồi, thì đi chỗ đây lấy mạng. Bên kia đâu có xuống dưới được. Rồi, vô. Không được mạng nào luôn. Có tiền thôi à. Không sao. Yeah. Cái này mình phải canh á. Để cho nhanh quá. Nè cái nấm này đúng không? Ý con nói cái nấm nhỏ này gì. Nhưng mình xuống đâu được. Nó dướng lại. Không được. Nó phải có chỗ nào. Ok, nhìn mình vô chỗ này đi. Chỗ này là cái chỗ mà nó biến nhân đôi nhiều người. Double cherry. Ở đây nè, nè. Ô, thì là tuyệt chiêu hai người đúng không? Giết nó luôn đi, giết nó luôn đi. Wow, đây dùng bật lửa. Oh, easy. Wow. Đây có gì đây nè em? Không có gì. Wow, đây nè. Thôi ba người. Daddy. Daddy. Cái tiếng này nghe đã của con em, tiếng con làm gì á. Ô đây nữa nè. Daddy. Wow, có đây có gì không? Có gì không? Bên trên đây có gì không? Yo, let's go. Daddy. Ba người luôn, ba người là chiến với con này được nè. Không chạy kìa.
Mario. Đây là hai người nè. Wow, đây con cái này nè. Cái gì? Nó là như thế nó nổi nè. Đó. Ô, đây người đó nè. Go. Ô, con kia. Ok. Daddy. Daddy. đây à, lỡ rồi. Ok. Phan Phan, để coi trên đây có gì không? Ở trên đây có tiền nè. Ở đây là tiền nè, bố con. Rồi, vô, let's go. Một người vô là tất cả đều vô hết á. Thế thì ok. Ồ, có đủ 4 người là mình lên mình lấy được ngôi sao nữa nè. 5 người phải không? Này 5 người phải không? Đây, đây có ngôi sao nè. Ở đây có cái gì nè, đây có cái gì nè. Ôi, hết rồi. Yeah. Ôi, 5 người luôn. Ô, vậy là cái gì đã chiến thắng được màn chơi. Tiếp 5 người luôn cô. Ồ, lấy được cái hình cái bít kia nữa kìa. Và để coi thử hôm nay mình có mình có chiến chùm được không. Hình như cái này nó mở chùm luôn nè. Yes, nó mở chùm luôn kìa. Nay mình chiến chùm luôn đi, giải cứu cái em Princess công chúa màu vàng luôn. Để nó lượt. Để nó lưu lại. Cá chiền. Cá chiền. Rồi vô luôn con. Here we go. Đây này ta sẽ chiến thắng. Chùm. Cái trời đã tươi. Ta phải chiến mày cho chó luôn. Bắn. Tum. Đây mình có. Ôi, lên mạng rồi. Ôi, cái tiệt chiêu đâu có. Ôi, có một cây lửa. Không sao cả. Ôi, cái tiệt chiêu nào ghê không? Cô thấy tiệt chiêu này ghê lắm, lợi hại lắm. Ừ, nó tự nó bắn à. Ý, không phải, mình phải bắn. Nhưng mà nó bắn mạnh lắm. Ở đây, 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 đây có đường ngôi sao nè. Ủa, lấy rồi phải không? Nó bắn ghê lắm. Ủa quên rồi. Thôi kệ nó bỏ qua. Trời ổn vậy. Trời ổn quá đi. Vậy là mất rồi. Mình mất cái cây đó rồi. Mình như đây có một cái ngôi sao đây nè. Không được. Ừ. Đây có chỗ nào mà không ta.
đây nè, đây có một cái ngôi ngôi sao vậy, mình lấy được có một cái ngôi sao nữa. Không sao, vô chiến trận thôi. Lắm nào. Mình bắn cái này nó lên. Ok. Đó, mình phải bắn nó. Mình bắn nó. Nó dí mình chút là chút nữa hết à. Ôi. Ừ, không sao. À, chết rồi. Yes. Hình như được cái ngôi sao hay sao? Ủa, hết ngôi sao hả? Ôi, màn chùm này chiến được có mấy ngôi sao à? Có ngôi sao à, ổn quá. Để chút mình quay lại mình chơi thử có được ngôi sao nào không cái. Ui. Ô, cứu được em này rồi. Em này màu vàng nè. À, vậy là cứu được em màu vàng rồi. Yeah. Ừ, ổn ghê, nãy mình lấy được tới hai ngôi sao. Ok, như vậy hôm nay mình đã giải cứu được một em nữa. Nhưng mà mình lấy được cái một ngôi sao à. Nè, để nó mở thêm một cái quạt xong rồi mình vô mình chơi. Vậy nó mở qua cái quạt 3 đó một cái. Ok, ok. Nó đang đánh được kìa. Đi qua thử nha. Ừ, khoan từ từ. Nó lưu một cái. Đó, bây giờ mình vô mình chiến, mình lấy hai ngôi sao nữa đi cái. Nha, let's go. Let's go. Mẹ mình lấy con ngôi sao ổn quá. Bắn hết mọi thứ không? Đây nè, đây như có một cái tiền chiêu nè. Như đây nãy xong ngay xong lấy rồi không? Ơi ổn nhà rồi. Ơi. À, chiến lại, chung lại. Tôi thì tốt. Mắc nó rồi. À. Rồi. Đây đây, cây còn cái cục nào đây?
chỗ nào có cái cục này đó mình lấy nha. Ơi, lên đây hổn quá. Lấy được cái nhà sao thứ hai à? Ok, thôi kệ đi. Let's go. Cái ngôi sao thứ ba mình phải còn giữ cái con kia. Ok, giữ cái con này một lần nữa đấy. Nó làm một lần thứ hai đó, cái nữa là nó tiêu với mình á. Tiêu nó luôn một con. Hổng ghê. Ngày thứ ba, thôi được rồi, hai ngày thứ ba. Yay. Cá thi. Ừ, đúng rồi. Giờ mình chơi để mình lấy ngôi sao nè. Chạy marathon. Trời trúng. Rồi ok, như vậy thì hôm nay mình đã giải cứu được cái em màu vàng. Mình sẽ kết thúc video tại đây.